written by author Hoàng Việt, presented by Nguyễn Trang, artist. Thank you.
lấy. Anh lấy xin đi. À thì câu lấy à. Lấy xin đi. Lấy con ông cấu bà đi bà con à. Thôi. Này bà con ơi. Sao? Tên tôi là Tràng. À. Tiếng cầu ấy đã lừng danh hàng hồi. Anh đọc tiếng hoa. Nón đội đầu giỏ thầy đeo cổ. Hóe mắt hoa đỏ là treo trên. Treo trên. Ấy à. Mẹn lên. Em đã làm gì? Chút một cần đẩy tôi liền rờ. Phải không? Ếch thấy hoa cứ nhảy ra chạm chờ. Chạm chờ. Đất mồi rồi chẳng chịu nhả mồi ra. Này. Rập một cái là tôi bỏ thấy vào giò đấy bà con ạ. Phải rồi. Này bà con ơi. Thế à, bắt cái mồi để chạm. Tôi đi câu con ếch nhá. Em nhiều ếch to lắm. Ủa rồi một con. Hai con, ba con, bốn con, sáu con, tám con. Anh Trang ơi. Ơi, gọi gì đấy? Con Trang mà kêu ếch con kia. Ôi, xe nào đâu xe nào. Ôi, con ếch Trang. Thấy rồi, to lắm. Ôi, cho anh chín. Hey, check it out.
là có bò bò rồi. Thôi, bây giờ thế này, bà cứ luộc ngay đàn vịt về. Để tôi dịch ở đây, con cáo nó ra là tôi cho ăn một chân. Trời, chẳng đánh chết tôi liều mà. Thank you.
Quái là có vật gì ẩn hiện gần đây? Đem kiếm thần ra chém vật này để trừ hết lúc quái yêu chiêu. Xin hãy dừng. Thưa nhà đất nước đại hiền, ta vâng lệnh long quân, xin nhà vua quan lại kiếm thần về nguyên xưa. Bà thước thần giúp chữa buồn quân sắc lược hết ra là cho đua thuyền à, có thuyền thôn đông chín khăn điều à. Thôn đoài mang khăn lục, thôn bục buộc khăn vàng, loa nào tất cả hãy vào hàng chờ lệnh ra đò sớm. Thôn đông chín lạc, thôn đoài bóng ngân loa.